Công suất của nó đạt là 800W một kênh ở 8 ohm, 1200W ở 4 ohm anh em nhé. Ok cho anh em, sử dụng 32 sò nhé, cả bù áp, công nghệ mic Class H. Và đang đánh từ trực tiếp từ máy tính ra loa luôn, đang đánh loa 40. Cặp 40 anh em nhé. Đó, đánh, đang đánh nhạc mạnh. Biến áp của nó rất lớn nhá, như những cục đẩy 4 kênh luôn. Biến áp như những cục đẩy 4 kênh anh em nhé. Rất là mạnh. Chơi con này thì anh em khỏi nghĩ luôn. Đang đánh cặp bát 40 thoải mái luôn, dư sức. Bát 40 coi 76 à, nó cứ đánh cho mỗi một kênh đánh một cặp luôn anh em nhé. Một kênh đánh một cặp 40 coi 76. Vừa về chưa? Rất là đẹp, chất lượng. Nhưng rất hay anh em nhé, uy lực. Đó, sò. Tất cả dòng sò NG anh em nhé. Đó, rất đẹp. Đó, sử dụng 4 quả gió luôn. 4 quả gió. Chơi con này khỏi nghi luôn anh em nhá. Như em nói đấy, cái biến áp của nó rất là lớn. Biến áp của nó 20cm như cục đẩy 4 kênh anh em nhá. Biến áp như đẩy 4 kênh và biến áp đồng anh em nhá, đồng nguyên chất. Đó, linh kiện. Rất là đẹp, anh em đang nghe trực tiếp và đang xem trực tiếp anh em nhé. Đó. Rất là êm. Anh em có thể tham khảo cái này. Chơi gia đình, chơi ngoài sự kiện được. Đó. Mỗi một kênh này có thể đánh được một quả súp 50 anh em nhé. Đó. Hoặc là mỗi kênh này có thể đánh được một cặp 40 coi 76 anh em nhé. Mỗi một kênh này có thể đánh được cặp 40 coi 76. Em nhắc lại. Hoặc là súp 50. Cả linh kiện là chân cắm nhá. Chỉ có với giá là 6,2 triệu anh em nha. Đó, ok cho anh em. Thì mọi thông tin chi tiết mua hàng anh em thể liên hệ trực tiếp cho bên em nhé. Với hai số điện thoại bên góc dưới màn hình. Đó, biến áp tầm độ 20 như cục đẩy 4 kênh luôn. Nên anh em nào thích nội thất khủng thì anh em thể tham khảo con này. Đó, ok, chào tất cả anh em nhé. Hẹn anh em ở